Thưa quý vị, sau 3 năm tạm ngưng do dịch bệnh, năm nay lễ hội làm chay ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An được tổ chức trở lại. Bên cạnh các hoạt động chính, người dân thị trấn Tầm Du và các xã lân cận trên địa bàn huyện tất bật chuẩn bị hàng ngàn suất ăn miễn phí để phục vụ bà con và du khách. Theo thông lệ, vào các dịp rầm lớn trong năm như tháng Giêng, tháng Bảy và tháng 10 âm lịch, họ đạo Cao Đài Thanh Phú Long, xã Thanh Phú Long tổ chức nấu chay miễn phí cho bà con tại Thánh Thất Cao Đài và Bệnh viện huyện Châu Thành. Năm nay, nhân lễ hội làm chay diễn ra ngày 15, 16 tháng Giêng, cùng với sự ủng hộ của mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện, cơ sở thiện tâm và người dân vừa đóng góp kinh phí, vừa tham gia nấu bún riêu, bánh canh và làm bánh bao chay, mỗi loại khoảng 2.000 phần. Tháng Giêng là để cho các bà con ăn vào 14, giờ 15 buổi sáng, à, buổi chiều thì ra ngoài lễ hội thấy tâm trạng của bà con rất vui và phấn khởi để tham gia để tham gia làm và phục vụ cho bà con. Không riêng nơi này, nhiều bếp ăn khác cũng đang rộn rã chuẩn bị như chính sự niềm nở thân tình của người dân châu thành khi đón khách phương xa và thân nhân về dự lễ hội làm chay, ví như cái Tết thứ hai của đất tầm du.